Xin chào, hãy nâng cao sức khỏe của bạn lên tầng cao nhất cùng với Nam Hà. Những cái điều mà bạn lắng nghe sau đây á, nó có thể thay đổi sức khỏe của bạn đáng kinh ngạc với những cái cách đơn giản mà chính bạn cũng cảm thấy ngỡ ngàng. Hiệu quả thì rất cao mà nó lại không tốn một đồng xu nào. Hãy cùng Nam Hà khám phá 4 lời khuyên trong việc ăn đúng mà đã được lưu truyền từ ngàn đời xưa ở ngay video này nhé. Thứ nhất đó là hãy ăn ngày 2 bữa. Chúng ta đừng cố nhồi nhét khi mà cơ thể chúng ta quá thừa. Khi chúng ta chạy bộ, một lúc chúng ta mệt, chúng ta cần nghỉ ngơi mà không cần ăn thêm để hồi sức. Khi chúng ta làm việc nguyên một ngày mệt mài, chúng ta cần ngủ để tái tạo năng lượng mà không cần phải ăn thêm. Khi cơ thể của chúng ta mệt mỏi, dấu hiệu đầu tiên chính là chán ăn. Để giúp cơ thể tiết kiệm năng lượng, dành cái năng lượng đó cho việc chữa lành. Vậy thì chúng ta đã ăn uống hàng chục năm rồi, chúng ta đã ăn quá nhiều, và cái đường của chúng ta không lúc nào được ngơi nghỉ. Thành ra việc mà chúng ta nhịn ăn gián đoạn mỗi ngày là cực kỳ tốt cho cơ thể. Nó không chỉ tốt tạm thời đâu, mà nó tốt một cách lâu dài cho chúng ta. Nếu mà chúng ta cứ ăn ngày này qua ngày khác, tháng này qua tháng khác, năm này qua năm khác, chúng ta ăn ngày 3 bữa, ăn theo sở thích, ăn theo thói quen, thì cái quá trình thải độc ở cấp độ tế bào sẽ chẳng bao giờ được diễn ra. Rác thải xung quanh tế bào quá nhiều như một thành phố rác thải sẽ không bao giờ được loại bỏ khi chúng ta liên tục ăn nhiều như vậy. Có thể rất nhiều người nói rằng là nếu mà như vậy thì làm sao có sức khỏe, làm sao có năng lượng. Nhưng xin thưa các anh chị, cơ thể chúng ta, não bộ chúng ta sẽ hoạt động hiệu quả khi chúng ta ở trong trạng thái bao tử rỗng. Lúc đó cơ thể sẽ có cơ chế thu gom rác thải ở trong từng tế bào, tái chế và tổng hợp trở thành các protein đặc trưng. Như vậy, cơ thể không tiêu hao năng lượng cho việc tiêu hóa, mà lại có thêm năng lượng từ việc tái chế. Thời gian đầu, khi chúng ta thực tập, có thể có một chút khó chịu. Bạn hãy kiên nhẫn, nhưng đó là tin vui, bởi vì quá trình tái chế được bắt đầu. Hãy chiêm nghiệm và kiểm chứng điều này. Mọi bệnh tật sẽ dần tan biến và bạn sẽ cảm thấy năng lượng hơn, khỏe mạnh hơn và trẻ hóa hơn. Thứ hai, đó là nhai kỹ. Xin bạn đừng có thờ ơ với điều này. Bởi vì nhai kỹ, chúng ta đã nghe rất nhiều nhưng mấy ai là người thực tập? Nếu mà bạn chưa sẵn sàng thay đổi và thực tập thì bạn hãy nghe tiếp cho đến khi chúng ta sẵn sàng thực tập. Lời khuyên trong thực dưỡng dành cho việc ăn đó là hãy uống đồ ăn. Có nghĩa là thức ăn nó phải được nghiền ở dạng lỏng, thấm đẫm với nước bọt, sau đó chúng ta mới nuốt. Và các anh chị nhớ giúp cho Nam, ăn chính là chiết tách năng lượng trong thực phẩm. Vậy thì càng nhai kỹ bao nhiêu, chúng ta sẽ chiết tách được hết
các chất dinh dưỡng ở trong thực phẩm đó. Và chúng ta nhai càng kỹ thì thời gian tiêu hóa nó càng ngắn lại, chúng ta sẽ tiết kiệm được năng lượng và enzyme cho cơ thể. Mọi thực phẩm trước khi được tiêu hóa ở dạ dày, nó phải được tiêu hóa ngay ở khoang miệng của chúng ta. Và cái điều hạnh phúc nhất trong cuộc đời chính là chúng ta được ăn. Và cái khoảnh khắc chúng ta được ăn chính là chúng ta cung cấp năng lượng cho cơ thể. Và có ăn thì chúng ta mới sống. Thành ra chúng ta hãy dành thời gian cho việc ăn. Hãy ăn một cách thong thả, thong dong, nghiền ngẫm và nhai thật kỹ bạn nhé. Cái điều thứ ba, chúng ta hãy ăn với thái độ của lòng biết ơn. Tất cả mọi thứ trong cơ thể, từ móng, tóc, da, xương, thịt, máu và các mô cơ, đều được thức ăn tạo thành. Giả sử bây giờ bạn bị bỏ đói 5 ngày thì bạn sẽ mong cầu điều gì? Có phải bạn sẽ mong cầu cái sự ban phước đó là có bữa ăn? Và người nào cho bạn bữa ăn ấy, bạn sẽ thầm biết ơn họ rất nhiều. Có nhiều người nghĩ là tôi có tiền tôi mua thì đó là quyền của tôi. Nhưng xin thưa các anh chị, nếu như người nông dân không có trồng trọt, không có bán cho chúng ta, thì chúng ta cũng không có thức ăn để mà ăn. Thành ra chúng ta phải ăn với cái thái độ của lòng biết ơn. Cũng là một miếng thịt, nhưng chúng ta ăn với thái độ của lòng biết ơn, miếng thịt đó sẽ vào nuôi dưỡng cơ thể chúng ta và nó không có gây hại cho chúng ta quá nhiều. Còn nếu mà chúng ta ăn với thái độ vô ơn và thờ ơ, thì miếng thịt đó sẽ trở thành chất độc và gây hại cho cơ thể chúng ta đấy. Cái điều thứ tư đó là nhớ ăn đúng giờ. Có rất nhiều người để quá bữa và sau đó chúng ta không có buồn ăn nữa. Và có ăn thì cảm thấy không có ngon miệng. Tại sao vậy? Bởi vì cơ thể chúng ta nó sẽ vận hành hiệu quả, đặc biệt là đường tiêu hóa. Nó phải phù hợp với nhịp độ sinh học của tự nhiên. Chúng ta không thể tiêu hóa tốt khi chúng ta ăn vào 12 giờ đêm thay vì chúng ta ăn vào 12 giờ trưa. Và cái bao tử chúng ta nó sẽ hoạt động hiệu quả nhất khi chúng ta ăn vào bữa trưa, đó là khoảng từ 11 giờ trưa đến 1 giờ chiều. Có nhiều người nói là bữa sáng là bữa quan trọng nhất. Các anh chị hãy thử ăn sáng bằng thức ăn nhiều dầu mỡ và ăn nhiều thịt thì chúng ta sẽ cảm thấy vô cùng khó chịu. Bởi vì khi chúng ta thức dậy vào buổi sáng, cái dạ dày của chúng ta nó làm việc chưa hiệu quả và nó không thể tiết đủ dịch vị axit như là lúc 12 giờ trưa được. Đặc biệt tương tự cho bữa tối. Bữa tối chúng ta phải kết thúc lý tưởng nhất là 5 đến 6 giờ chiều. Còn những người đi làm muộn ấy, thì cũng phải là 7 giờ tối chúng ta phải kết thúc bữa tối rồi. Và ban đêm ấy, thì chúng ta không nên ăn uống linh tinh. Hãy giữ cho cái bao tử chúng ta rỗng thì chúng ta sẽ đi vào giấc ngủ dễ dàng và chúng ta sẽ có được một giấc ngủ sâu và ngon. Đặc biệt thức dậy vào buổi sáng chúng ta sẽ cảm thấy sảng khoái và tràn đầy năng lượng. Do đó chúng ta nhớ ăn đúng giờ các anh chị nhé. Làm ơn là video này tạo ra vì giá trị sức khỏe lấy cộng đồng. Nếu các anh chị thấy giá trị thì hãy chia sẻ cái video này tới thật nhiều người hơn nữa các anh chị ha. Nhớ là bấm theo dõi Nam Hà để không bỏ lỡ những video tuyệt vời phía sau. Nam Hà biết ơn và sớm hẹn gặp lại. Xin chào. Cảm ơn quý anh chị đã xem hết video của Nam Hà. Còn rất nhiều video giá trị tiếp theo. Quý anh chị hãy click ngay trên màn hình ô bên trái hoặc bên phải để xem tiếp. Nam Hà xin chân thành cảm ơn.